quý vị, nằm trong chuỗi các hoạt động du lịch ẩm thực âm nhạc chào đón năm mới 2023 tại thị trấn Phong Nha, thì chiều nay ngày 31 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Quảng Bình phối hợp với Hiệp hội Du lịch Quảng Bình cùng với sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn Bia Casper Việt Nam tổ chức hội thi ẩm thực du lịch Quảng Bình tại Đoàn Giao Resort thị trấn Phong Nha. Nguyễn Thanh Bình, giám đốc kinh doanh khu vực Quảng Bình của tự tin hơn trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, có 15 đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống và du lịch trên địa bàn cùng tham gia hội thi ngày hôm nay và cùng thể hiện những nét riêng có của nhà hàng mình. Ông Đoàn xin là gian hàng ẩm thực của nhà hàng Trắm Sông Son và chúng ta sẽ cùng vào xem các đồ bếp ở đây thể hiện món gì. Chỉ nghe tên thôi thì chúng ta đã mường tượng được rằng là sẽ có nhiều món được làm từ cá Trắm Sông Son. Xin chào anh ạ, và anh có thể cho biết đó là những món gì ạ? Hôm nay nhà hàng chúng em sẽ gửi đến cho hội thi món salad Trắm Lăng Na. Dạ, và món thứ hai là món nướng lá chuối. Cá Trắm nữa, Phong Nha nữa là chuối. Lâu nay thì chúng ta cứ nghĩ rằng cá Trắm chỉ còn nấu cháo canh ở trên thị trấn Phong Nha này thôi. Bây giờ là được chế biến rất là nhiều món. Chúc nhà hàng chúng ta và các món ăn của chúng ta sẽ đạt được giải cao tại hội thi này ạ. Vâng ạ, xin mời anh tiếp tục công việc của mình ạ. Vâng, và thưa quý vị, tại gian bếp của công ty trách nhiệm hữu hạn La Michelle thì đang chế biến một món ăn rất là thú vị, nó mang phong cách của Mexico đúng không ạ? Dạ. Đây là món ăn có tên là gì ạ? Dạ, món ăn có tên là Mexican Taco. Ngoài món bánh này thì mình sẽ đem đến cho các bạn thưởng thức một món dessert, đó là món rau kỳ râu ạ. Món này là đặc sản của nước Úc ạ. Và thưa quý vị, mỗi nhà hàng sẽ có thời gian là 60 phút, tức là 1 tiếng đồng hồ để hoàn thành các món ăn của mình. Và chúng ta cùng cập nhật kết quả của hội thi này tại bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Quảng Bình vào tối nay quý vị nhé. Đây là năm đầu tiên sự kiện hội thi ẩm thực du lịch Quảng Bình được diễn ra tại thị trấn Phong Nha trong chuỗi các hoạt động chào đón năm mới. Và thưa bà Bùi Thị Thanh Thúy, giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Quảng Bình, với nỗ lực của trung tâm cũng như ban tổ chức thì hội thi mong muốn được gì ạ? Mong muốn thì nhiều, nhưng mà thứ nhất thì đó là tạo cái sân chơi để cho các cơ sở kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn sẽ tổ chức các cái hoạt động để tôn vinh những món ăn đặc trưng về ẩm thực du lịch Quảng Bình. Và cái mong muốn lớn lao nhất là hy vọng khi du khách tới Quảng Bình sẽ thưởng thức những món ăn ngon, đậm đà hương vị bản sắc của đặc trưng của Quảng Bình sẽ khó quên, khó phai trong lòng du khách. Cùng với hội thi ẩm thực du lịch Quảng Bình đang được diễn ra tại thị trấn Phong Nha thì sẽ còn rất nhiều hoạt động thú vị hấp dẫn nữa sẽ được diễn ra từ đây đến tối, đặc biệt là hoạt động đếm ngược Countdown Party sẽ được diễn ra vào 21 giờ tối nay. Nếu như quý vị không có điều kiện để lên Phong Nha thì hãy theo dõi chương trình này trên fanpage Truyền hình Quảng Bình, chúng tôi sẽ livestream đây quý vị ạ.